Em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em, chào mừng bà con đến với kênh Tìm Sắt Đức Thắng nha bà con. Em lên cái video này là video cuối cùng, ba con máy cuối cùng của ngày hôm nay anh em cũng như cô chú mình nhé. Hay là ngày 10 tháng 8 này, tụi em quay hơi tối nên cái màn hình có thể là nó không được rõ hùng, nhờ anh em cũng như cô chú mình thông cảm nha, chịu khó nhìn giùm em nha. Đầu tiên là cái dân ma NS40 nước nè, cái này là lóc nó vàng, cô chú nhớ lưu ý giùm em nha. Ngoại hình thì nó bong chóc mặt gâm trước, chân nền là còn chưa mở theo máy luôn nè, nhưng mà máy này bung gội cô chú, máy này bung gội sẽ chóc bắp. Cái tem mạc thì này nó mất tem, thùng dầu thì nó bị mớp lỗ nhưng mà nó không có lủng. Còn riêng về phần ống dầu này nữa, bên em sẽ gắn lại cho cô chú mình nha. Tay khóa dầu thì còn nguyên, không gãy nè. Còn heo này có mở ra nè, heo này là bên em có mở ra rửa lớp bên nha cô chú ơi. Còn cô chú nhìn mấy hang ốc que nè, rất là mới luôn. Lóc nhìn thấy cũng tương đối luôn, nhưng mà có điều là máy này bị đổ hơi, rồi bên em có một gã nắp lắp ra xây giúp bắp. Máy này là máy chạy nước NS50 chứ không phải NS40 cô chú ơi. Em xin đính chính lại nha, NS50 này với tông 75 ly. Cái này cô chú nếu mà về bơm nước ruộng thì nó tầm ngang sức với cái D6 mình á. Bu ly hai gánh, mẻ một gánh, mẻ gánh ngoài. Còn số series của nó là 01377. Cô chú nhớ là lưu ý là bên em có mở ra sấy giúp bắp rồi cô chú, cái tay gòn. Để em quay nắp hông nó cái nhờ cô chú mình. Tem nhãn nó còn vậy nè, NS50. Cam cốt thì em bảo đảm cô chú mình hoàn toàn bên em chưa đụng chạm nha, hoàn toàn không đụng chạm bên trong, chưa mở ra sấy giúp bắp. Thùng dầu nó vậy nè. Đó. Nó không phải đẹp mà nó cũng không phải xấu. Hột dầu nha tụi ơi, hột dầu nha em ơi. Hột dầu nha. Hột dầu. Làm xả không? Rồi em lên ba con cô chú. Cái này NF100 nè. Với cái này nó tới 70 nè. Rồi được em ơi. Gặp lúc để quên trăm em ơi, mất công đi mua dầu. Ông xuống dầu rồi. Nay bơm nước đã lắm rồi chú ơi. Cái này nó vừa tầm vậy lắm, vừa ngang sức đi sáu mình. Thì lắm đã luôn, bơm nước này ngon tuyệt vời. Chạy em ru nó cô chú, bơm nước là tầm lớn hơn ra này chút xíu. Lớn hơn ra này chút xíu là chạy thả ra. Nó chạy con bét này chỉnh quá. Nắp vàng, mặt gan trước thì bóng mới ruột lô nè, ruột lô mới này để cho cô chú về chạy qua đây nữa. Ở này bộ nước quá cháy luôn, tuyệt vời luôn. Tối quá em xin quay rút ngắn cái thời lượng lại tí nha cô chú. Cái này là NS50 bê tông 75 ly, công suất thì ngang với cái D6 mình. Máy hiện trạng là bên em đã có bung nắp lắp ra sấy giúp bắp, còn sơ mi và bê tông là nguyên zin theo máy hết, nắp lắp còn rất là đẹp luôn nè. Về cô chú chịu khó chạy ô đai nha, đó là máy nước nha cô chú. Rồi em xin báo giá cô chú luôn, cái này là em tính cô chú là 3,7 triệu em bao ship nè. Còn cô chú mua tại chỗ thì em trừ lại 350.000 ha, 3,350. Khẳng định chắc nịch cho cô chú chạy mà cái D6 chắc chắn không bao giờ chạy kịp máy này. Thứ nhất là độ bền, với thứ hai là độ dầu ít hao lắm, nghe quay. Rồi tiếp tục là con ấn tượng này nè cô chú. Máy này là
mấy này lúc trước em có nói thật sự cô chú là đã bán rồi, giao đi luôn, xa lắm em không biết về tới đâu, nhưng mà xui gửi ngay trong cái lúc anh này đi du lịch. Anh đi du lịch hơi lâu cái là quá cái thời hạn của bên cái hàng mà lưu kho của bên Việt Heo á, rồi người ta gọi bao nhiêu cuộc gọi mà không bắt máy cái người ta trả về cho em luôn. Anh gọi quá trời, anh gọi luôn kêu Thắng ơi gửi lên giùm cho anh cái lay quay, mà em thấy cái đường xa quá rồi cuối cùng anh gọi, tội nghiệp anh, em quên anh tên gì rồi, anh gọi em chỉ cỡ khoảng 7 lần chứ đó, mà bị cái đường xa quá xui ngay cái lúc đó với cái đường ảnh hơi khó giao, cái lúc người ta gọi giao thì anh không bắt máy được, anh mắc làm công chuyện rồi lay quay cái anh đi du lịch luôn, rồi giờ cuối cùng là máy nó quay về em nữa. Tình trạng máy cái này là cái anh NF10 á thôi, F10 anh NF10 này, để coi bếp gì đây, bếp kim luôn cô chú ơi, anh NF10 bếp kim. Mà cái máy này nó có một cái khuyết điểm mà nó bự bự nha cô chú ơi, cô chú nhớ lưu ý nha. Khuyết điểm là nó bự bự là lý do về nó không có lưỡi búa, nó không có lưỡi búa quay cốt á, không biết ai lột ra lấy mất tiêu luôn lưỡi búa. Rồi đợi em nữa lấy hai cái lưỡi búa của D10, cô chú nhớ là gắn cái lưỡi búa của D10 vô mà sao chạy được luôn. Nhưng mà nói gì nói thì chắc ăn nó không bằng cái đầu ghi nữa đó, là vậy nó không có lưỡi búa, quay nó nhảy cà tưng vậy đó, gắn lưỡi búa vô thì giờ nó như 10 thì nó còn nó cỡ khoảng 8 thôi, 80 thôi, chứ nó không có được giống như là nguyên thủy đeo nó. Cô chú nhớ là cái này là có mở ra mình có mở nắp phải lắp không? Không mở nắp phải lắp, mở nắp hông ra gắn cặp lưỡi búa của cái D10 vô, cô chú nhớ lưu ý giùm em nha, có mở nắp hông. Máy này em ấn tượng nó luôn nè, anh này anh gọi em biết bao nhiêu lần luôn, mà tại cái chỗ anh giao rất là khó, cái đường anh xe nhỏ vô thì người ta chở không nổi, mà xe lớn thì vô không được, thì khi gọi cho anh thì anh không có nhận được, mà tới khi anh gọi nhận được thì rồi thêm thời gian anh đi du lịch hơi lâu lâu cái hút cái ngày lưu kho cái người ta trả máy về. Rồi máy này bảo đảm cô chú luôn nè, vậy nè, bên đây rồi bên em hoàn toàn chưa mở cô chú, nhưng mà người ta không biết người ta mở cái lưỡi búa anh đang cấp luôn cái lưỡi búa vậy đó. Nếu cô chú nào mà đang có NF10 ha mà bị hư, cô chú nhớ lưu ý ha, bị hư cô chú gắn cái cặp lưỡi búa ra là máy này chạy tuyệt vời luôn. Cái dòng này bếp kim, máy nó là nguyên gì nè đó, anh nhìn thấy này nó cũng có dấu chày cô chú ơi, bị ngóc nó đen nhưng mà dấu nó cũng chày nè, nhưng mà cam cốt là bảo đảm cô chú là bên em hoàn toàn không có rút, không có động chạm gì nè, nguyên thủy vậy nè, gắn lưỡi búa vô rồi là quay nó chạy rồi lên sóng cùng cô chú. Bây giờ em nhận được test hàng cô chú nhìn thật là kỹ rồi cô chú nhận xét giùm em nha. Lúc trước về là quay nó chạy đường mà nó nhảy cái tung tung cô chú đẻ không nổi được, nhảy tung mà gắn lưỡi búa vô thì nó chạy, nhưng mà không có đúng lưỡi búa của nó.
đất mà cô chú bơm nước ruộng nè. Còn mà cô chú có mấy giống thứ này nè, cô chú gắn cặp lưỡi búa ra, cô chú chạy tuyệt vời luôn. Thứ nhất là dòng này nó rất là mạnh, thứ hai là nó nhảy, thứ ba là nó thâu dầu, rất có thâu dầu, nam phi rất ok luôn. Rồi em cũng xin báo giá cô chú mình luôn ha. Cái máy này hôm nay em bán cho cô chú là 8.2 bao ship nha cô chú. 8.2 bao ship. NF100. Hôm rồi là kêu NF10 á. Bét kim. Đặc biệt là cô chú nhớ lưu ý ha, cô mở ra gắn cái NF10 nè. Cô gắn cặp lưỡi búa của cái máy D10 nha cô chú. Đây tác giả ở đây. Chưa gặp em thua rồi. Cô chú về nếu mà có máy giống vậy cô chú sao mà sưu tầm được cặp lưỡi búa. Cô chú gắn vô là tịch luôn đó. 8.2 bao ship cô chú nhớ lưu ý giúp em nha. Rồi hai em, còn con này là con cuối cùng của ngày hôm nay nè. Con này hôm qua em quay giữa chừng rồi em bỏ lại là vì lý do có con ốc nó bị chày, em tính gặp thừa em hỏi. Thì bữa nay em lên tiếp tục cho cô chú mình, cái này là nó hết bảy mấy mươi thừa, hết 80 bô e bô lửa còn hết, thiếu nút nước. Còn máy thì thợ em có mở cái này nè, với cái trụ ga nè, có mở chỉnh trụ ga, cô chú nhìn thấy nó chày, cô chú thấy không, với cái coi vào bét. Hôm qua em thấy chỗ chày này em mới hỏi thừa đó, em thấy có chỗ chày nhưng mà thừa có nói là sao bốn con ốc nó bị lát, tự nhiên có con ốc nào nó hở thừa. Ốc nào em, ốc này nó hở, rồi bên em dặn, bởi em nhìn thấy cái dấu chày em hỏi thừa cho chắc ăn là bên em có dặn xiết con ốc này cô chú, bởi cô chú nhìn nó chày. Còn máy là bên em không có đụng chạm, nhờ em nhắc xích lên trước là được. Nhưng mà bên em không có mở, nhưng mà sao em nhìn thấy con này nó hơi le le cô chú ơi. Anh nhìn thấy con nè, anh nhìn thấy cô chú nhìn thấy con này không? Còn bên em thì nãy người nó có dặn ngóc bển, nhưng mà em nhìn thấy ngóc đây chạy luôn. Thì giờ con này bữa nay em bán rẻ cô chú mình luôn. Em gọi số series nó mấy. Còn cam cốt em khẳng định cô chú là hoàn toàn bên em chưa đụng nha. Cái này là 022711. Đó, mã số nó là gì đó. Máy này thiếu tum, bên em sẽ hỗ trợ tặng cô chú mình cái tum hoặc là cái bu ly ha, thì theo mục đích cô chú sử dụng. Nhưng mà con ốc này em nhìn thấy chạy nè. Còn riêng về phần thở của em thì có xiết ngóc bển. Đó. Còn cái chá mất tiêu bóng đèn ở trên cô chú ơi. À đó 80. Con này con cuối cùng trong ngày cô chú. Hộp ram trước thì gì đây. Bộ khóa dầu đầy đủ. Cái nút này là nút lô nè, cái niềng lô. Rồi nhờ em test hàng cho cô chú mình nè. Rồi em xin tổng kết thì em báo lại cho cô chú mình nha. Thứ nhất là máy này thiếu nút nước, bên em hỗ trợ tặng cho cô chú mình nút nước. Còn riêng về phần máy thì em nhìn thấy dấu hiệu là đã thay con nắp lắp cô chú ơi. Cô chú nhìn ốc này chày, ốc này chày. Thợ em thì chỉ có dặn duy nhất ngóc chỗ này, nhưng mà ốc này em nhìn thấy chày luôn.
còn cái gon thì em nhìn thấy nó hơi lồi nè. Cái này chứ về bên em thì bên em không có can thiệp bên trong ấy. Em nhìn thấy gon hơi lồi thì em báo nó hơi lồi nè. Ốc, ốc này thì ốc ghim thì mình không nói đi, cam gốc thì bảo đảm nguyên thủy nè. Cái này chắc ai không đụng tới rồi nè. Em coi nó hồng cái nữa coi. Ok, nắp hông vậy là vậy người ta mở ra sẽ dứt bắp thay gòn rồi chú ơi. Khẳng định chắc nịch với cô chú là nắp hông chưa mở 100%. Chưa mở. Giờ mở ra sẽ dứt bắp phải làm gì mình không hiểu. Rồi em xin báo giá cô chú mình luôn ha. Máy này thừa báo cô chú là lũng thùng dầu cô chú. Lũng thùng dầu. Thùng dầu bị lũng cô chú ơi. Em trừ tiền lại ha. Rồi con cuối cùng này em bán cô chú là 4.8 em bao ship cô chú. 4.8 bao ship. Cô chú nào làm được máy này alo giùm em nha. Cô chú về chưa có đi hàng cái đồng dầu lại. Máy thì em nghe nói tiếng nó còn tốt. Còn em nhìn thấy dấu hiệu là máy có bung nắp hay lắp cô chú. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây cô chú ơi. Em cảm ơn anh em cũng như cô chú rất là nhiều nha. Video này cũng là video cuối cùng trong ngày hôm nay cô chú. Rồi 4.8. Rồi cảm ơn em nhiều nữa được. Rồi chào tạm biệt cô chú.